Đền Kiếp Bảng. Đền Kiếp Bảng thờ anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng toàn thể gia quyến. Đền tọa lạc giữa thung lũng núi Rồng thuộc địa phận hai làng Vạn Yên và Dược Sơn nên có tên gọi là Đền Kiếp Bảng, nay thuộc xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Trong lịch sử, khu vực Kiếp Bảng không ít lần thay đổi về tên gọi và địa danh hành chính. Thời Hùng Vương thuộc bộ Vũ Ninh, thời Đinh thuộc đất Đạo Bắc Giang, thời Lý Trần gọi Vương Vạn Kiếp thuộc huyện Phương Sơn, Châu Lạng Giang, lộ Bắc Giang Thượng, thời Lê xã Vạn Kiếp thuộc huyện Phượng Nhỡn, phủ Lạng Giang, trấn Kinh Bắc. Ở vị trí địa lý khu vực Vạn Kiếp, Kiếp Bạc có vị trí đặc biệt về giao thông cũng như quân sự. Ở đây có sông Lục Đầu chảy qua phía tây khu di tích với chiều dài 10 km và có 6 dòng hợp lưu của sông Lục Nam, sông Thương, sông Cầu, sông Đuống chảy từ phía tây bắc về đổ xuống hai dòng hạ lưu là Kinh Thầy và Thái Bình, đổ ra biển phía đông nam. Đây là nguồn cung cấp nước truyền tải phù sa cho đồng ruộng. Về phương diện giao thông, có thể nói đây là con đường lưu thông huyết mạch thời phong kiến, góp phần quan trọng về giao thương kinh tế, quân sự, kiến tạo nên những thành tựu văn hóa một thời. Kiếp Bạc có núi Rồng hình tay ngai bao bọc những thung lũng của sông, ăn sâu vào hẻm núi, có thể tập kết hàng nghìn chiến thuyền trước khi sông trận. Trên các đỉnh núi có thể quan sát một vùng sông nước làng mạc rộng lớn, tạo thế chủ động cho quân sĩ khi tiến hành cũng như khi lui quân, tiền công hậu thủ. Phía bắc là hệ thống núi rừng trùng điệp, nơi có thể giấu hàng vạn quân và lập căn cứ an toàn. Phía nam có làng mạc Trù Phú, lắm người, nhiều của là nguồn cung cấp nhân tài vật lực nếu như có chiến tranh xảy ra. Vùng Kiếp Bạc còn là nơi giao thương lâm thổ sản từ phía bắc xuống phía nam. Vì thế, suốt chiều dài lịch sử chống ngoại xâm, Kiếp Bạc luôn là vị trí trọng yếu trong một vùng chiến lược. Kiếp Bạc không chỉ là một cảnh quan hùng vĩ, một vị trí có tầm chiến lược, mà còn là vùng sơn cước giàu có. Chẳng phải ngẫu nhiên mà sau cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Mông, lần thứ nhất 1258, Trần Hưng Đạo đã đóng đại bản doanh và phủ đệ tại Vạn Kiếp. Đặc biệt, sau 3 lần kháng chiến chống quân Mông nguyên toàn thắng, Trần Hưng Đạo đã sống những năm tháng thanh bình tại Vạn Kiếp và mất tại đây ngày 20 tháng 8 năm 1300. Do có công lao lớn đối với đất nước và dân tộc trong sự nghiệp dựng nước giữ nước, nên ngay lúc sinh thời, Trần Hưng Đạo đã được lập đền thờ gọi là Sinh Tử. Sau ông mất, ông được triều đình phong tặng Thái Sư Thượng Phụ Quốc Công Tiết Chế, Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương. Vua Trần Thánh Tông tự soạn văn bia ca ngợi công đức của ông dựng tại Sinh Tử. Theo đó, văn bia tại di tích cho biết Đền Kiếp Bạc được xây dựng sau khi Hưng Đạo Đại Vương qua đời năm 1300. Vị trí ở trung tâm thung lũng Kiếp Bạc trên khu đất có diện tích 13.500 m2.
năm 2014 với sự đóng góp công đức của nhân dân, đền Kiếp Bạc được đại trùng tu quy mô lớn. Theo văn bia, đây là đợt trùng tu lần thứ tư trong lịch sử, thể hiện sự tri ân của thế hệ chúng ta với Đức Thánh Trần. Các công trình kiến trúc trở nên hoàn chỉnh, bố cục cân đối. Các công trình kiến trúc đền Kiếp Bạc lấy núi Chán Rồng làm khởi điểm là điểm dương, phát triển ra đê sông Lục Đầu là điểm âm, bố cục theo luật đối xứng tuân thủ nguyên tắc âm dương ngũ hành, bát phương ngũ sắc, mang phong cách cung đình gồm thần đạo, nghi môn, tả hữu, thành các, giếng mắt rồng, nhà bạc, tả hữu, giải vũ, đền chính. Nghi môn đền là công trình kiến trúc đồ sộ hoành tráng, thiết kế kiểu cổng thành, dạng đúc cuốn thư với ba cửa vòm và hai trụ biểu lớn. Đây là bức tranh sinh động, hội đủ tứ linh, tứ quý, khái quát cả âm dương trời đất, thiên nhiên, con người, nơi đất thánh. Qua nghi môn là tả hữu thành các, công trình được xây dựng dưới thời Nguyễn, có ý nghĩa là nơi dừng chân, tu chỉnh khăn áo của các đoàn rước trong các ngày lễ hội. Trong sân là giếng mắt rồng, giếng nằm ở trung tâm thung lũng dãy núi Rồng do mạch nước ngầm từ dãy núi chảy ra. Tương truyền, giếng xây dựng từ thời Trần, gắn với tên tuổi của danh tướng Yết Kiêu, người có công tìm và phát hiện ra nguồn nước. Nước giếng thơm và trong mát, tiếp thêm sức mạnh cho quân sĩ khi ra trận. Giữa sân là Tắc Môn, thường được gọi là nhà bạc. Công trình nằm trên đường thần đạo, là cầu nối giữa nghi môn và đền chính, mang ý nghĩa như một bình phong chắn tà khí cho đền. Đây là nơi tổ chức các nghi lễ trọng thể của cấp nhà nước khi dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Trần. Lễ hội đền Kiếp Bạc được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 8 âm lịch hàng năm. Lễ hội Kiếp Bạc là lễ hội lớn và giữ vai trò lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng to lớn trong đời sống văn hóa của nhân dân địa phương cũng như cả nước. Ngoài ra, khu di tích Kiếp Bạc còn nhiều di sản văn hóa phi vật thể, di sản Hán Nôm phong phú, đúc kết tinh hoa văn hóa của các lớp người ở nhiều triều đại, từ tri thức dân gian đến tri thức bác học, bao gồm các tập văn tế, văn khấn, văn cúng, văn trầu, các thác bản ghi chép về đất, người, sự lễ tiết, văn bia, hoành phi câu đối, thần tích, thần sắc, bài chân, thẻ bài, thơ, phú, vịnh, dáng, gia phả, hương ước, ấn chỉ, đặc biệt là bộ ấn của Đức Thánh Trần. Di tích Kiếp Bạc được xếp hạng di tích quốc gia. Năm 2012, di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và lễ hội Kiếp Bạc là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia.